Học văn Trị Hiên chính thức tuyển sinh khóa học bồi dưỡng văn lớp 9, khóa học chuyên sâu, nâng cao cho các bạn đang ôn thi học sinh giỏi. Đây là khóa học mà đội ngũ học văn Trị Hiên đã ấp ủ từ lâu, xây dựng và lên lộ trình cực kỳ chi tiết, mong muốn chia sẻ cùng với các bạn nhỏ những bài học, những kinh nghiệm và vốn kiến thức cần thiết cho kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 và các kỳ thi văn khác sau này. Vậy ở khóa học này các bạn sẽ được học những gì, học như thế nào và học cùng ai? Tại khóa học bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 9, các bạn sẽ có 20 buổi học bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12, bảo đảm phù hợp với lịch thi học sinh giỏi các cấp của chúng mình. Bằng tất cả những kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ học văn Trị Hiên, các bạn sẽ được học và rèn luyện đầy đủ các kiến thức cần thiết, trọng tâm, kiến thức lý luận văn học, văn học sử và phương pháp viết nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Trong đó tập trung vào rèn luyện phương pháp tư duy và kỹ năng diễn đạt. Chúng mình sẽ học qua phần mềm Zoom, được tương tác trực tiếp với giáo viên và trợ giảng, cùng giải đáp các vấn đề, các chủ đề khó để nâng cao khả năng tư duy. Các video bài giảng đều được ghi và lưu lại, giúp các bạn linh hoạt theo dõi khi cần. Bên cạnh việc học trên lớp, các bạn sẽ được nhận bộ tài liệu theo buổi kỹ lưỡng, chuyên sâu và thường xuyên được bổ sung mở rộng không giới hạn. Ngoài ra, các bạn sẽ được nhận thẻ chấm chữa bài miễn phí, giải đáp các câu hỏi cho đến khi các em hoàn thành các kỳ thi học sinh giỏi của mình. Đặc biệt, các bạn còn được nhận cả những món quà, những phiếu giảm giá tại Học văn Trị Hiên. Chi tiết các em có thể tham khảo tại link mà chị để bên dưới phần mô tả nhé. Vậy, ai sẽ là người đồng hành trực tiếp cùng các bạn trong khóa học này? Đó là chị Nguyễn Thị Hải Quỳnh, quản lý chuyên môn ngữ văn 9 trung học cơ sở của Học văn Trị Hiên. Chị có kinh nghiệm 4 năm đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 9 ôn thi vào 10. Đã có những bạn chăm chỉ học tập và đỗ vào trường chuyên mà mình mơ ước. Trước đó, chị Quỳnh cũng có kinh nghiệm tham gia những kỳ thi học sinh giỏi các cấp, từng đạt giải cao và được tuyển thẳng vào trường cấp 3 nhờ thành tích của mình. Khóa học của Học văn Trị Hiên còn có sự đồng hành của chị trợ giảng Lê Trà Giang. Chị Trà Giang hiện tại đang là sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng đã có kinh nghiệm tham gia những kỳ thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9. Như vậy, mọi thông tin chi tiết đã được chị đính kèm tại đường link trong phần mô tả. Các bạn có thể tham khảo trực tiếp hoặc nhắn tin về fanpage Học văn Trị Hiên trung học cơ sở để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 9 cùng Học văn Trị Hiên.